Chào quý phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến chọn học đích chọn tương lai. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh fanpage của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh và tôi là Duy Trung, người dẫn chương trình của buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay. Kính thưa quý vị phụ huynh và các em học sinh, thời gian vừa qua, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ học tập của các em học sinh. Tuy nhiên, quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta cũng đừng quá lo lắng, bởi vì tính đến thời điểm hiện tại thì các em học sinh đã bắt đầu đi học trở lại bình thường. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cũng đã đưa ra những cái phương án tối ưu nhất để đảm bảo tiến độ học tập của các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh lớp 12. Còn đối với các trường đại học nói riêng và trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nói chung thì cũng đã có những điều chỉnh trong phương thức tuyển sinh nhằm mang đến những cơ hội tốt nhất, thuận lợi nhất để các em học sinh có thể tự tin bước vào giảng đường đại học. Kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh, trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học có uy tín lâu năm với nhiều ngành nghề đào tạo mũi nhọn. Giáo trình của nhà trường luôn được cập nhật và đổi mới. Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm luôn đạt trên 90%. Và đây cũng là một trong những thành quả rất đáng tự hào của tập thể sư phạm nhà trường trong suốt quá trình hơn 28 năm hình thành và phát triển. Và trong số những chuyên ngành đào tạo của nhà trường thì nhóm ngành về ngôn ngữ văn hóa và truyền thông luôn là những ngành thế mạnh. Và trong chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý phụ huynh và các em học sinh về các nhóm ngành này. Và bây giờ xin được giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh thành phần của ban tư vấn ngày hôm nay. Đầu tiên, xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành trường. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Phước Đại, phụ trách phòng đào tạo. Xin được giới thiệu thầy Trần Văn Tiến, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa phương Đông. Xin được trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Thanh Trúc, phụ trách khoa ngoại ngữ. Xin được trân trọng giới thiệu cô Đặng Thị Huệ Trân, phó trưởng khoa ngoại ngữ. Và xin được trân trọng giới thiệu thầy Phụ Quốc Anh, phụ trách khoa quan hệ quốc tế. Xin được trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian đến đây và tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, nếu như quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta có những thắc mắc, có những câu hỏi về tư vấn tuyển sinh thì xin hãy gọi vào số hotline hoặc là những thông tin đang hiện ở trên màn hình, sẽ có đội ngũ tư vấn là những thầy cô của Hoplit sẵn sàng hỗ trợ quý phụ huynh và các em học sinh. Và đặc biệt sau buổi tư vấn tuyển sinh này thì chúng tôi sẽ có 4 phần quà là 4 chiếc ba lô rất đẹp sẽ dành tặng cho những bạn nào có câu hỏi hay nhất và chất lượng nhất. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ chúng ta hãy đừng ngần ngại và hãy gửi câu hỏi, đặt câu hỏi về cho ban tư vấn của chúng tôi quý vị nhé. Và có lẽ đầu tiên bây giờ xin được mời thầy Tuấn, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường sẽ có đôi lời chia sẻ với quý phụ huynh đang theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời thầy. Vâng, xin cảm ơn MC. Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Thì nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh năm nay
trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tư vấn tuyển sinh online để giúp cho các bạn học sinh tìm hiểu thêm về các ngành nghề của nhà trường, đồng thời cũng có những cái tư vấn về cái nghề nghiệp cũng như là định hướng tương lai cho các em. Thì năm nay trường Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 12 ngành, và trong cái buổi tư vấn ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái khối ngành là ngôn ngữ, văn hóa và truyền thông, bao gồm là ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học và quan hệ quốc tế. Sứ mạng của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là chúng tôi mong muốn đào tạo ra những sinh viên, những công dân có khả năng học tập suốt đời để trở thành những có khả năng thích nghi với xã hội luôn thay đổi và đóng góp tích cực cho xã hội, có ý thức phát triển bản thân, đặc biệt là ngoại ngữ và tin học thông qua các trải nghiệm thực tế. Chúng tôi quan niệm là mỗi sinh viên nó là một cái bảo vật của cuộc đời, và các em phải được học tập trong môi trường an toàn, hiện đại và giúp các em phát triển được năng lực của từng cá nhân và về thể chất và trí tuệ để thích nghi với xã hội luôn thay đổi. Và tiếp theo thì tôi xin nhường lời lại cho MC để chúng ta lần lượt gặp gỡ các quý thầy cô là đại diện coi như trưởng các ngành ở trường, để chúng ta có những cái tư vấn chuyên sâu hơn về cái khối ngành của mình. Xin được trân trọng cảm ơn thầy Tuấn, phó hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường. Kính thưa quý phụ huynh và các học sinh, chúng ta đang theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến, chương trình do trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và đang được phát sóng trực tiếp trên kênh fanpage của nhà trường. Nếu như có những câu hỏi hoặc là những thắc mắc liên quan đến tư vấn tuyển sinh, quý phụ huynh và các học sinh chúng ta có thể liên lạc đến những cái số thông tin đang hiện trên màn hình, và sẽ có những thầy cô của Hublix sẵn sàng hỗ trợ quý phụ huynh và các em học sinh. Và đặc biệt sau khi chương trình kết thúc thì chúng tôi sẽ dành tặng 4 ba lô rất đẹp đến cho 4 bạn sẽ có những cái câu hỏi hay nhất và chất lượng nhất. Chính vì vậy ngay từ bây giờ chúng ta hãy nhanh tay mạnh dạn đặt câu hỏi về cho ban tư vấn của chúng tôi quý vị nhé. Và kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh, đối với những người làm tư vấn tuyển sinh của chúng tôi thì có một cái câu hỏi mà hầu như năm nào chúng tôi cũng được đặt ra nhiều nhất, cũng được hỏi nhiều nhất, đó là phương thức tuyển sinh năm nay của nhà trường như thế nào. Và đối với câu hỏi này thì chắc lẽ xin được mời thầy Nguyễn Phước Đại, phụ trách đào tạo, sẽ chia sẻ thêm đến quý phụ huynh và các em học sinh ạ. Kính chào quý vị phụ huynh, thân chào các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Thì năm 2020, ở trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 12 ngành chia thành các nhóm: nhóm ngành về ngôn ngữ, văn hóa và truyền thông, nhóm ngành công nghệ thông tin, nhóm ngành về kinh tế, tài chính, quản trị, luật, nhóm ngành về du lịch. Về phương thức tuyển sinh thì năm 2020 trường có 3 phương thức xét tuyển. Phương thức nhất là xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông năm 2020. Phương thức thứ hai là xét điểm thi điểm học bạ của các em. Phương thức thứ ba là xét theo điểm thi kết quả thi năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Với phương thức thứ nhất là xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông năm 2020 thì sắp tới trường trung học phổ thông của các em sẽ phát phiếu đăng ký thi trung học phổ thông thi tốt nghiệp ấy. Thì các em sẽ điền vào phiếu, trong đó các em sẽ chọn 3 môn học bắt buộc, đó là văn, toán, ngoại ngữ, và một trong 2 môn tự chọn, đó là môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thì bên cạnh đó các em sẽ đăng ký luôn các nguyện vọng vào các trường đại học, thì mã trường của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là DNT. Phương thức thứ hai là phương thức xét tuyển theo điểm học bạ trung học phổ thông. Thì năm nay do tình hình dịch bệnh thì trường có bổ sung thêm một phương thức để thuận lợi cho các em đăng ký. Phương thức 2A tức là xét theo điểm trung bình 3 môn của học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Phương thức 2B là xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của lớp 12 trung học phổ thông. Như vậy đối với những em đang học lớp 12 hiện nay thì các em nên chọn phương thức 2A. Còn đối với các em đã tốt nghiệp rồi thì có thể chọn phương thức 2A hoặc 2B nếu tổ hợp nào cao điểm hơn thì các em chọn. Phương thức thứ ba là dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì theo thông báo nhất thì Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực, đợt 1 vào cuối tháng 6 năm 2020, đợt 2 vào cuối tháng 8 năm 2020. Thì khi có thông tin chính thức của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì trường sẽ thông báo chính thức về thời điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào trường theo phương thức xét tuyển này. Đó là một số thông tin sơ lược về công tác xét tuyển của trường năm 2020.
Xin được trân trọng cảm ơn thầy Nguyễn Phước Đại, phụ trách phòng đào tạo, đã vừa khái quát cho quý phụ huynh và các em học sinh được rõ hơn về phương thức tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý thầy cô trong ban tư vấn ngày hôm nay sẽ giúp em giới thiệu khái quát về chương trình học của từng chuyên ngành và ngành của khoa mình, để từ đó các bạn học sinh có thể có những quyết định đúng đắn hơn trong cái việc lựa chọn ngành nghề của mình. Đầu tiên, xin được mời cô Bùi Thị Thanh Trúc, phụ trách khoa ngoại ngữ, sẽ có những chia sẻ về khoa ngoại ngữ đối với đến quý phụ huynh và các em học sinh. Xin chào quý phụ huynh, xin chào các em học sinh đang theo dõi chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến chọn HOPLIT chọn tương lai hôm nay. Cô xin thay mặt cho cô Trân và cô trong ban chủ nhiệm khoa ngoại ngữ xin có đôi nét về giới thiệu về khoa và về ngành học như sau. Khoa ngoại ngữ là một trong những khoa được thành lập sớm nhất của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, và cũng có một cái bề dày tương đối là lâu năm trong cái việc giảng dạy và đào tạo ngoại ngữ và ngoại ngữ chuyên ngành. Tại khoa hiện có đào tạo hai ngành học, đó là ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc. Trong mỗi cái ngành đào tạo này thì có những cái ngành học chuyên sâu, ví dụ như ngành ngôn ngữ Anh thì có các chuyên ngành là sư phạm tiếng Anh, biên phiên dịch, nghiệp vụ văn phòng, tiếng Anh thương mại và song ngữ Anh Trung. Còn ngành đào tạo là ngôn ngữ Trung Quốc thì có các chuyên ngành như biên phiên dịch, tiếng Trung thương mại, nghiệp vụ văn phòng và song ngữ Trung Anh. Cái việc đào tạo cử nhân bậc đại học ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc ở khoa thì hướng đến cái việc là đào tạo ra các cử nhân ngành ngôn ngữ có kiến thức về ngành học, có kỹ năng ngoại ngữ, có kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu nhân sự của trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh và có khả năng tự học nhằm thích ứng với sự phát triển của nghề nghiệp, của xã hội và sự phát triển của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn phần chia sẻ của cô Trúc. Còn đối với các ngành đào tạo của khoa Đông Phương thì em xin được mời thầy Tiến cũng sẽ có đôi lời chia sẻ đối với phụ huynh và các em học sinh đang theo dõi chương trình. Kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến ngành Đông Phương học khoa chúng tôi. Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Phương Đông, gọi tắt là khoa Đông Phương, ra đời ngay từ khi trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thành lập. Khoa có 3 chuyên ngành, đó là Nhật Bản học, Hàn Quốc học và Việt Nam học dành cho người nước ngoài. Qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, khoa Đông Phương có thể tự hào về những thành tích mà mình đã đạt được trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Ngành Đông Phương học thuộc khoa chúng tôi có nhiệm vụ đào tạo các cử nhân có kiến thức căn bản và chuyên sâu về khu vực học, đất nước học của các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nhật, tiếng Hàn trong giao tiếp xã hội, trong công việc cũng như học tập nâng cao. Khoa Đông Phương có đội ngũ giảng viên Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản có trình độ năng lực giảng dạy chất lượng được đào tạo trong và ngoài nước. Về hai chuyên ngành chính của khoa, chúng tôi xin giới thiệu sơ lược như sau. Nhật Bản học và Hàn Quốc học là hai chuyên ngành mà khi vào học sinh viên có thể chọn một trong hai. Về cơ bản thì ngành Hàn Quốc học và Nhật Bản học có những điểm chung như sau. Thứ nhất là đào tạo ngoại ngữ, đào tạo tiếng Nhật, tiếng Hàn sao cho khi tốt nghiệp sinh viên đạt được trình độ N2 đối với tiếng Nhật, cấp 4 tức là topic 4 đối với tiếng Hàn, và có khả năng giao tiếp tốt cũng như là khả năng trong công việc hoặc là học lên cao hơn nữa. Bên cạnh đào tạo ngoại ngữ, hai ngành học này cũng đào tạo cho sinh viên những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn học, xã hội, lịch sử, địa lý, chính trị, pháp luật, kinh tế của Nhật Bản, Hàn Quốc, làm kiến thức nền giúp cho sinh viên có thể làm việc trong môi trường liên quan đến Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhờ làm tốt công tác đối ngoại, khoa chúng tôi có rất nhiều chương trình liên kết đào tạo với các trường đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhờ vậy, dù cho sinh viên có chọn chuyên ngành nào, Nhật Bản học hay Hàn Quốc học, sinh viên đều được học với các giáo viên nước ngoài, đều có cơ hội du học theo chương trình trao đổi sinh viên. Xin cảm ơn.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Tiến về khoa ngôn ngữ và văn hóa phương Đông ạ. Còn đối với những chuyên ngành đào tạo của khoa quan hệ quốc tế thì em xin được mời thầy Vũ Quốc Anh sẽ có đôi lời chia sẻ đến quý phụ huynh cũng như là các em học sinh ạ. Xin kính chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Để giới thiệu về khoa quan hệ quốc tế thì khoa quan hệ quốc tế đã được thành lập từ năm 2004 và từ đó tới nay là khoa đã cho tốt nghiệp được 12 khóa chuyên ngành về ngoại giao và 8 khóa về quan hệ công chúng và truyền thông. Thì đó cũng là hai cái chuyên ngành của khoa quan hệ quốc tế là ngoại giao và quan hệ công chúng truyền thông. Khi mà học tại quan hệ quốc tế đó thì các bạn sẽ được học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh. Các bạn được tập huấn để mà làm việc nhóm, học bằng tiếng Anh, thi, rồi thuyết trình hoặc là chạy dự án, báo cáo dự án cũng bằng tiếng Anh. Vì vậy khi mà các bạn tốt nghiệp á, thì tuyệt đại đa số các bạn sinh viên của khoa quan hệ quốc tế đều có một cái khả năng là làm việc trong cái môi trường nước ngoài, sử dụng tiếng Anh trong công tác làm việc. Các bạn có thể là làm việc một cách lưu loát bằng tiếng Anh, hoặc là các bạn cũng có thể là họp trực tuyến với lại các quốc gia khác. Khi mà vào thì các bạn cũng sẽ có những cái phân vân về cái khả năng ngôn ngữ của mình, nhưng mà khi mà học xong 4 năm ấy, thì các bạn đều tự tin với lại cái khả năng học ngoại ngữ của mình. Thì đó là một vài cái sơ nét giới thiệu về khoa quan hệ quốc tế. Thì hy vọng có hồi nữa sẽ có thêm những câu hỏi của quý vị phụ huynh và các bạn thí sinh để chúng ta có thể hiểu thêm về cái môi trường học tập và cái chất lượng đầu ra của khoa quan hệ quốc tế. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ Quốc Anh ạ. Như vậy là quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta đã được biết về chương trình cũng như là những đặc điểm của trong từng ngành của các ngành đào tạo ở trong buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay. Và ngay từ bây giờ thì bộ phận tư vấn hỗ trợ của chúng tôi cũng đã báo cho chúng tôi biết là đã có gần 30 câu hỏi gửi về chương trình tư vấn trực tuyến rồi ạ. Và quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta cũng đừng ngại, bởi vì hiện nay bộ phận hỗ trợ của chúng tôi đang túc trực sẵn sàng và hỗ trợ mọi thắc mắc của quý phụ huynh và các em học sinh. Chúng ta hãy liên lạc qua các cái kênh liên hệ đang hiện ở dưới màn hình ạ. Và chúng ta cũng đừng quên rằng là sau buổi tư vấn trực tuyến này thì nhà trường cũng sẽ gửi tặng 4 chiếc ba lô rất đẹp đến cho quý phụ huynh và các em học sinh có những cái câu hỏi hoặc là hay và chất lượng ạ. Chính vì vậy chúng ta hãy đừng ngần ngại, hãy ngay từ bây giờ chúng ta hãy đặt câu hỏi về ban tư vấn của chương trình quý vị nhé. Chọn hút đích, chọn tương lai. Chương trình do Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện và đang được phát sóng trực tiếp trên kênh fanpage của nhà trường. Và đến phần này thì sẽ là phần giải đáp
những cái câu hỏi, những cái thắc mắc cũng của quý phụ huynh cũng như là các em học sinh đã đặt ra cho ban tư vấn ạ. Và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi nhận được từ bộ phận hỗ trợ gửi về, một câu hỏi liên quan đến khoa ngoại ngữ ạ. Câu hỏi như sau: em rất yêu thích ngành ngôn ngữ Anh nhưng trình độ tiếng Anh của em chưa giỏi, thì liệu em có thể nộp hồ sơ vào ngành này được hay không ạ? Đối với câu hỏi này thì xin được mời đại diện khoa ngoại ngữ sẽ trả lời ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn cũng có sự lo lắng chung của nhiều học sinh phổ thông trung học khác. Xin phép nói lại. Cô cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn thì nó cũng phản ánh cái nỗi lo lắng chung của nhiều bạn học sinh phổ thông trung học khác. Thì học sinh phổ thông trung học đều đã trải qua các năm lớp 10, lớp 11, 12 trong một cái chương trình học tiếng Anh thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về năng lực ngoại ngữ, về kiến thức thì tất cả các em đều được trang bị cái nội dung kiến thức như nhau. Về năng lực thì tùy thuộc vào cái năng lực cá nhân của từng bạn, mà có thể người dập học giỏi hơn chút hoặc là khá hơn chút, vân vân. Tuy nhiên, nếu mà các em thực sự là yêu thích các ngành học liên quan đến ngoại ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc, thì cô rất là chào đón các em đăng ký và dự tuyển vào khoa ngoại ngữ của Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng không có cái gì lo lắng về cái trình độ ngoại ngữ của mình, vì trong suốt các cái năm học ở đây, trong quá trình đào tạo, các em sẽ được đào tạo cái năng lực ngoại ngữ bắt đầu từ những cái bậc là thấp nhất và từ từ nâng cao từ năm nhất, năm hai, năm ba, năm cho đến năm tư, kèm với là cái đào tạo kiến thức về chuyên ngành. Thành ra là cô một lần nữa xin nhắc lại là các em không phải lo lắng nếu cái trình độ ngoại ngữ của mình nó chưa phải là đạt đến một cái cấp độ mà mình mong muốn. Các em hãy tự tin nộp đơn dự tuyển vào khoa ngoại ngữ của Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của cô Trúc ạ. Và một câu hỏi tiếp theo mà ban hỗ trợ gửi về cho chúng tôi cũng là một câu hỏi liên quan đến những cái lo lắng về trình độ tiếng Anh. Nhưng câu hỏi này lại có liên quan đến khoa quan hệ quốc tế ạ. Bạn Minh Trí đặt câu hỏi như sau: thầy có thể cho em hỏi học ngành quan hệ quốc tế để thành công thì ngoài việc giỏi tiếng Anh em còn cần gì nữa không ạ? Với câu hỏi này thì xin được mời thầy Quốc Anh sẽ chia sẻ đến bạn Minh Trí ạ. Cảm ơn em. Thì dường như là cái thế mạnh của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đào tạo bằng tiếng Anh, đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Anh. Cho nên là cũng có một số bạn thí sinh cũng lo lắng rằng là không biết là liệu khi mà mình vào trường mình có theo nổi cái tiếng Anh của mình hay không. Không biết là cái khả năng mà mình học ở trường cấp 3 vô rồi có theo kịp các bạn khác hay không. Và thậm chí rằng là cũng có bạn lo lắng rằng là không biết mình ở quê, mình ở các tỉnh ấy, thì mình không học được tiếng Anh nhiều như các bạn Thành phố Hồ Chí Minh, không có trung tâm này nọ vân vân, thì không biết là vô có học theo được hay không. Thì các bạn thấy rằng là trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh là đã tồn tại và phát triển là hơn 25 năm rồi, đào tạo ra cũng phải là hơn 20.000 sinh viên, thì các bạn đều chứng minh cho thấy rằng là các bạn đều sống tốt bằng cái khả năng tiếng Anh khi mà các bạn tốt nghiệp từ trường. Thì khi mà trả lời câu hỏi này của em á, thì cái đầu tiên á, thì thầy cũng phải hỏi rằng là khi ngày xưa khi mà thầy vào trường một trường đại học thì thầy có lo lắng về tiếng Anh hay không, thì câu trả lời rằng là chắc chắn là có. Ai cũng lo lắng hết á, làm bất cứ chuyện gì ai cũng phải lo lắng. Nếu mà ai nói rằng là mình không lo lắng thì nó có hai điều thôi, nghĩa là bạn phải làm điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì bạn mới không lo lắng. Cái thứ hai là bạn phải lo lắng vì đây là cái điều mà bạn làm đầu tiên. Cho nên là các em lo lắng đó là chuyện bình thường, và mừng một điều rằng là các em có lo. Khi mà các em có lo rồi á, thì các em mới có sự đầu tư. Thì các em mới có sự đầu tư để cho cái việc học của mình sau 4 năm mình gặt hái cái kết quả tốt. Và cái vấn đề thứ hai á, là thầy muốn nhấn mạnh rằng là
hồi nãy hình như MC có hỏi thầy là ngoài cái việc giỏi tiếng Anh ra thì có cần gì hay không, thì cái vấn đề thứ hai là mình phải cần làm sáng tỏ rằng là giỏi tiếng Anh thế nào mới gọi là giỏi tiếng Anh. À, mình vào rồi, mình giỏi rồi thì thôi mình học làm gì nữa, mình không cần đi học đại học khi mình đã giỏi rồi. Thì các em yên tâm cái điều này, cái quan trọng rằng là gì, mình có thái độ tốt để mình học để được giỏi hay không mới là quan trọng. À, cho nên rằng là mình chỉ cần vào là mình có một cái khả năng giao tiếp, hoặc là mình học xong mình được giao tiếp được, người khác hiểu được mình nói tiếng Anh cái gì, mình trình bày cái gì là mình tốt rồi. À, và người ta hiểu cái đó là điều mà mình mong mỏi. Còn giỏi thì khó để mà gọi là so sánh ai giỏi hơn ai. À, và ngoài cái chuyện mà ngoài tiếng Anh ra đó thì mình phải cần có những cái kỹ năng. Tại vì rằng là mình học ngành và ngành xã hội mà, ngành xã hội truyền thông, cho nên là mình phải có những cái kỹ năng mềm, những cái kỹ năng chuyên ngành, những cái kỹ năng chuyên môn. Mình học cái gì thì mình cũng phải làm được cái điều đó, thì mình mới có thể là mình tồn tại trong một cái xã hội. Và cái nữa rằng là mình phải ham học hỏi, mình phải chịu khó, mình phải lăn xả, mình phải thử, mình phải chịu mệt mỏi. Nói chung là học là phải mệt mỏi. Bởi vậy mới có cái câu rằng là thà đổ mồ hôi nơi thao trường còn hơn đổ máu nơi chiến trường. Thì trường học là thao trường của tụi em. Thì tụi em sẽ học, tụi em sẽ mệt mỏi, sẽ bực bội, sẽ khó chịu, sẽ hụt hẫng, sẽ chán nản. Tất cả những cái tâm lý đó là mình phải vượt qua. Nếu mình vượt qua rồi 4 năm đại học xong thì những cái tâm trạng mà mình cảm thấy mình bị mệt mỏi khi mà còn ở ghế nhà trường ấy, thì nó sẽ trở thành là những cái kỷ niệm, những cái bài học để cho mình lớn hơn khi mà mình sau này mình đi làm. Thì lúc bây giờ khi mình đi làm 5 năm rồi, 3 năm rồi thì mình sẽ quay lại, mình có thể mình truyền đạt lại những cái kinh nghiệm sống và làm việc của mình cho các em khóa sau. Cho nên rằng là chịu khó học hỏi, lăn xả, tự trao dồi và nhận được những cái sự chỉ bảo của các thầy cô, tự phát triển vào những cái kỹ năng mềm, những cái chuyên môn này nọ vân vân. Thì đó là những cái điều mà các em cần. Và cái quan trọng nhất là mình phải chịu học. Phải chịu học, còn tất cả những thứ còn lại thì đã có thầy cô. Xin cảm ơn các em. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Phụ Quốc Anh ạ. Tiếp theo thì ban tư vấn của chúng tôi vừa nhận được hai câu hỏi nữa ạ. Cũng hai câu hỏi liên quan đến ngành ngôn ngữ Anh. Một câu hỏi của một phụ huynh tên là Ý An, cô ở Bình Dương, cô vừa gọi vào đường dây nóng của chương trình. Cô có câu hỏi như sau: tôi có ý định cho cháu học ngành ngôn ngữ Anh ở nhà trường, nhưng tôi muốn hỏi bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh có tương đương bằng sư phạm không? Cháu có thể đi dạy ngay được hay không ạ? Còn bạn Nhi Trần vừa comment trực tiếp vào fanpage của chương trình, thì bạn hỏi là điều kiện tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường là như thế nào? Và với hai câu hỏi này thì xin được mời đại diện hai cô của phòng ngoại ngữ sẽ trả lời đến phụ huynh cũng như là các em học sinh vừa đặt câu hỏi ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của phụ huynh Ý An ở Bình Dương. Tôi xin trả lời cái thắc mắc của phụ huynh như sau. Thì chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Anh của khoa ngoại ngữ Đại học Hufflit thì có một cái chuyên ngành sau đó là đào tạo sư phạm, trang bị cho sinh viên cái kiến thức về lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Đây cũng là một cái điểm đặc biệt của chương trình nhằm hỗ trợ cho sinh viên khi tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, khi tốt nghiệp ra trường có cơ hội giảng dạy tiếng Anh trong các cơ sở đào tạo có nhu cầu. Thì kính thưa quý phụ huynh, thì theo cái luật giáo dục năm 2019 của Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 thì tại mục 3 điều 72 thì có nói rằng trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định theo luật như sau: A. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non. B. Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trong trường hợp học môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Thưa phụ huynh, như vậy theo cái luật
giáo dục 2019 mà sắp sửa sẽ được có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, thì nếu con em quý phụ huynh đăng ký học ngành ngôn ngữ Anh chuyên ngành sư phạm thì hoàn toàn có thể là có thể tham gia ứng tuyển vào các cái cơ sở đào tạo có nhu cầu giảng viên tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh. Và đồng thời cháu sau khi học chương trình đại học xong cũng phải tích lũy thêm một cái chứng chỉ gọi là bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do các cái cơ sở được cấp phép của Bộ Giáo dục Đào tạo giảng dạy. Và sau khi tích lũy đủ các cái điều kiện như vậy thì con em có thể là rất tự tin để nộp đơn đăng tuyển vào các cái cơ sở đào tạo cần giảng viên tiếng Anh. Xin cảm ơn. Dạ, còn đối với câu hỏi của bạn Nhi Trần à, điều kiện tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh của trường như thế nào, cô có thể giải thích cho bạn được rõ luôn không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nhi Trần về điều kiện tốt nghiệp của ngành ngôn ngữ Anh. Thì cô cũng trả lời luôn cái điều kiện tốt nghiệp của hai ngành là ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc. Đối với sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc thuộc khoa ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thì sau khi các em hoàn thành chương trình đào tạo gồm có 140 hoặc là một lớn hơn 140 tín chỉ thì các em cần đạt được một chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Đối với tiếng Anh thì các em cần tích lũy một cái chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có giá trị được công nhận và tương đương với lại ngoại ngữ bậc C1 theo khung chuẩn châu Âu CEFA. Và đối với tiếng Trung thì các em cần tích lũy chứng chỉ ngoại ngữ HSK tiếng Trung bậc 5. Ngoài ra trong quá trình học thì các em còn được học các cái học phần tin học ứng dụng và sau đó các em cũng phải thi tích lũy các chứng chỉ tin học quốc tế như là Most Word, Most Excel. Hội đủ các điều kiện như trên thì các em sẽ được xét là tốt nghiệp bậc đại học ngành ngôn ngữ Anh hoặc ngôn ngữ Trung Quốc của Đại học Hufflit. Xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn câu trả lời của cô Trúc ạ. Và hy vọng rằng với những cái câu trả lời, những cái tư vấn của cô vừa rồi thì quý phụ huynh cũng như là các em học sinh chúng ta đã có thể yên tâm và nộp hồ sơ ngay vào trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trong mùa tuyển sinh năm 2020 này ạ. Và nhân tiện đang có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc băn khoăn khi chọn ngành nghề thì không biết thầy Tuấn thầy có lời khuyên nào dành cho các em thí sinh năm nay không ạ? Các em nên cân nhắc những gì trước khi quyết định chọn một ngành nghề nào đó thưa thầy? Vâng, xin chào các em. Có thể nói đây là một câu hỏi rất là thú vị và cũng là một cái câu hỏi rất là khó. Như chúng ta đã biết thì khi mà chúng ta quyết định đầu tư thời gian và công sức cũng như là tiền của để mà học một cái bằng đại học thì cái công việc này nó sẽ kéo dài, cái việc học này nó sẽ kéo dài từ 3 đến 4 năm. Và có những cái ngành nghề mà lúc chúng ta đăng ký vào học thì nó đang rất là hot, nhưng mà đến 4 năm sau thì khi chúng ta ra trường thì thị trường nó đã bão hòa. Và cộng với gần đây như chúng ta hay nghe nói là những cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay là những cái sự biến đổi rất là lớn mạnh về những rất là khác thường về mặt khoa học công nghệ khiến cho một số ngành nghề tự nhiên bị biến mất đi, cũng như là cái nhu cầu nó giảm hẳn. Và đồng thời nó lại nảy sinh ra rất là nhiều cái nghề mới mà cách đây 10 năm, 20 năm chưa từng có. Thế thì quay lại cái câu chuyện chúng ta chọn ngành nghề như thế nào cho nó phù hợp và cái liệu cái ngành nghề đó nó có thể giúp cho chúng ta có thể gọi là mưu sinh sau này hay không, mà tôi mà nâng tầm lên thành gọi là mưu cầu hạnh phúc và tự do của chính bản thân mình. Thế thì việc chọn nghề thì theo rất nhiều cái bài báo, rất nhiều cái thảo luận người ta đưa ra thì ta chỉ tóm ý như thế này thôi, nó chỉ có chúng ta làm cái điểm giao nhau của ba cái yếu tố quan trọng. Điều trước tiên đó là cái đam mê của mình. Để chúng ta chọn cái ngành nghề gì, chúng ta phải thích nó đã, chúng ta phải không chỉ thích không mà chúng ta phải có một cái niềm đam mê. Chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ trở thành cái người như thế nào trong vòng 3 năm, 4 năm nữa. Đó thứ nhất là về cái đam mê. Và cái thứ hai á, cái đam mê đó nó cũng phải phù hợp với khả năng của mình. Cái điểm giao nhau giữa cái điều mình thích và cái điều mà mình có thể làm được.
À, thế thì có rất nhiều bạn, ví dụ như có nhiều bạn ăn nói rất là hoạt bát, thì các bạn thích chọn vào những cái ngành ngôn ngữ để mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ để mà giao tiếp. Và thực sự khi mà bạn làm chủ một ngôn ngữ là bạn đã có một cái quyền lực nhất định, ngôn ngữ là quyền lực. Và khi chúng ta có một cái ngôn ngữ, một cái ngoại ngữ nữa, thì cái quyền lực đó nó sẽ được tăng cao. À, thì đó là cái thứ hai, là phù hợp với cái khả năng của mình. Cái điểm thứ ba để mình quyết định mình lựa chọn, đó là cái khả năng, cái nghề nghiệp của mình mang lại giá trị gì cho xã hội, cống hiến cái gì cho xã hội. À, này nó liên quan đến vấn đề là cái thị trường lao động, cái thu nhập của mình trong cái ngành nghề đó như thế nào. Và thực sự á, thì để mà khi mà chúng ta chọn ngành nghề đó, tức là chúng ta phải tìm cái điểm giao nhau giữa ba cái. Thứ nhất là cái điều mình đam mê, mình ham thích. Cái thứ hai đó là chúng ta nó phù hợp với cái khả năng của mình. Và cái đó cũng phải cần thời gian, và các bạn có thể tự mình suy xét lại, có thể dựa vào trong cái quá trình mình học ở phổ thông thì mình thấy mình có cái năng khiếu ở những cái môn nào, và với cái sở thích của mình ở những cái môn đó, thì cộng với cái nhu cầu của thị trường cũng như là những cái nhu cầu của xã hội để chúng ta có thể đáp ứng được. Thế thì ba cái yếu tố đó giúp cho chúng ta có thể chọn được một cái ngành nghề mà chúng ta yêu thích. Ví dụ như hiện tại đây, ở đây đi, trường Đại học Ngoại ngữ Tin học chúng ta có đến 12 ngành đào tạo lận. Tuy nhiên trong cái ngành hôm nay là chúng ta về ngôn ngữ nè, văn hóa Đông phương và cái quan hệ quốc tế. Thế thì trong ba cái ngành này, trong bốn cái ngành này thì là đều là những cái ngành có nhu cầu rất là cao trong cái xã hội hiện tại. Thì trong những cái buổi tư vấn tiếp theo thì chúng tôi sẽ trình bày hết những cái ngành nghề mà trường có đào tạo để các bạn có thể thấy xem chúng ta phù hợp với cái ngành nào, phù hợp với cái sở thích của mình để mà có thể quyết định lựa chọn. Vâng, xin hết ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Tuấn ạ. Hiện nay thì trên fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của các em học sinh, các em gửi về. Thì trong đây thì cũng có một số câu hỏi các em đặt ra là về cái chương trình trao đổi sinh viên hoặc là cái cơ hội du học dành cho sinh viên. Vậy thì với cái câu hỏi này, với những cái câu hỏi này thì xin được mời ban tư vấn thầy Tiến, trưởng khoa ngôn ngữ văn hóa Phương Đông, thầy có thể chia sẻ thêm để cho các em học sinh được nắm rõ hơn về những cái thông tin về trao đổi sinh viên hoặc là cái cơ hội du học dành cho sinh viên được không ạ? Thưa quý vị phụ huynh và các em học sinh, học ở khoa Đông phương, dù là ngành Hàn Quốc học hay Nhật Bản học, thì các sinh viên đều có thể có cơ hội nhận được những suất học bổng. Có hai loại học bổng, đó là học bổng hiện kim và học bổng du học. Học bổng hiện kim là các suất học bổng do các tổ chức, các doanh nghiệp của Hàn Quốc, Nhật Bản trao cho sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện tốt, như là học bổng Lotte, học bổng Kép Hana, học bổng Samsung, v.v. Những suất học bổng này giúp cho sinh viên trang trải một phần chi phí học tập. Về học bổng du học là các suất học bổng do các trường đại học đối tác như của Nhật Bản, Hàn Quốc tài trợ nhận sinh viên của khoa sang Nhật hoặc là Hàn Quốc học tập 1 hoặc 2 năm, như Đại học Tokyo, Đại học Bukyo, Đại học Ibaraki, Đại học Fuku, Đại học Ryoku của Nhật Bản, và Đại học Dân Nam, Đại học Dân San, Đại học Quốc gia Jeju, Đại học Sunshin, Đại học Sungkyung, Đại học Quang Du, v.v. của Hàn Quốc. Ngoài ra thì nhà trường cũng có những suất học bổng chính sách, học bổng của các tổ chức doanh nghiệp trong nước trao cho sinh viên có thành tích học tập tốt, rèn luyện tốt. Và còn một loại học bổng khác nữa đó là của khoa, do giảng viên và sinh viên khoa gây dựng hơn 10 năm qua. Đó là học bổng Đông Phương Tình Thân Ái, dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những trao đổi của thầy Tiến, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Phương Đông, về những cái chương trình trao đổi sinh viên hoặc là những cái cơ hội du học dành cho sinh viên tại trường ạ. Một câu hỏi mà ban tư vấn của chúng tôi vừa nhận được cũng từ qua kênh hotline bạn Thuận Minh, bạn có câu hỏi đặt ra như sau.
Em là một người rất yêu thích những cái lĩnh vực về sự kiện giải trí. Nhưng nếu em là một người hướng nội thì em có thể học và làm trong lĩnh vực PR được không ạ? Và với câu hỏi rất là hay này thì xin được mời thầy Vũ Quốc Anh, phụ trách khoa quan hệ quốc tế sẽ chia sẻ đến bạn sinh viên ạ. Thầy cảm ơn em. Thì đối với lại mà câu hỏi về là người hướng nội có làm được những cái công việc mà đòi hỏi là phải quan hệ giao tiếp với lại người, thí dụ như là tiếp thị, chăm sóc khách hàng, PR, truyền thông, tổ chức sự kiện, thì các bạn cũng hay lo lắm, không biết rằng là cái tính của mình hướng nội như vậy rồi mình có làm được với mọi người hay không, hay là mọi người người ta chán, hoặc là mình không thể hiện được cái ý tưởng của mình nói này nọ vân vân, rất là nhiều cái lo. Nhưng mà ở đây mình muốn nhấn mạnh như thế này, bây giờ mình là người hướng nội hay là mình là người lười nhác thì hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Và xã hội người ta chỉ sợ người lười thôi, chứ còn mà người hướng nội thì chắc chắn sẽ có những cái vị trí công việc mà người hướng ngoại cần người hướng nội phải làm việc chung mới làm được. Tại vì sao? Là người hướng nội người ta sẽ có sẽ bình tĩnh hơn, hoặc là có khi là người ta sẽ tập trung hơn để mà người ta tư duy tốt, để người ta đưa ra những cái ý tưởng nó hay. Mình không, khi mà mình sau này các em đi làm á, thì nhất là các em làm ngành truyền thông PR thì các em sẽ làm trong với lại đồng đội, với lại đồng nghiệp là chủ yếu. Thì theo nguyên tắc nhân sự á, là người ta sẽ phân việc theo cái khả năng, theo cái cá tính của từng người để người ta phân công việc cho nó phù hợp. Và trong một cái dự án lớn như vậy á, thì chắc chắn nó sẽ cần nhiều cái chức năng của nhân sự khác nhau đó. Thì người ta sẽ hỗ trợ qua lại. Thí dụ như rằng là khi mà học tại khoa quan hệ quốc tế đó, thì các bạn là sẽ chạy ít nhất một cái dự án nhỏ hoặc là lớn. Thì khi mà làm việc như vậy thì khoảng 10 đến 15 bạn. Thì hàng tháng như vậy đánh giá đó, thì các bạn nói à, cái bạn A đó là không có chịu phát biểu, cái bạn B đó là ít nói quá, cho nên là tụi em khó làm việc. Đề nghị là thầy tính toán lại tụi em, thầy sinh hoạt lại dùm cái bạn đó, nói bạn đó phát biểu nhiều hơn, cái bạn đó nói nhiều hơn. Rồi sau đó thầy mới hỏi là giờ cái bạn đó là ít nói, ít phát biểu hay là lười làm việc. Nó là ít nói, mà giao việc thì sao, giao việc thì làm, nói vậy thì được rồi. Tại vì giờ là cái cá tính người ta ít nói, chứ không phải rằng là vì người ta lười. Thì các em đừng có các em phải hỗ trợ cho bạn để các bạn làm tốt hơn. Và khi mà dự án càng vào trong sâu á, thì những cái người, những cái bạn mà bị ban đầu bị đánh giá là ít nói á, thì các bạn bắt đầu có những cái cách làm, có những cái công việc làm mà các bạn trở nên tự chủ hơn, phải không? Cho nên rằng là các em hoàn toàn yên tâm, đừng lo rằng là mình hướng nội mình ít nói có thiệt thòi gì hay không. Nhưng mà ở đây thầy xin kể cho em một câu chuyện á, là hồi trước có một cái công ty là công ty TUV của Đức ấy, có nhà thầy là tuyển dụng sinh viên truyền thông của khoa mình. Thì đưa ra, sau khi mà đưa ra những cái hàng loạt những cái yêu cầu á, thì những yêu cầu đó nó bình thường thôi, hầu như là doanh nghiệp nó cũng yêu cầu tương tự như vậy. Thì ở trong đó người ta có nói một câu như thế này là thầy ráng tìm giùm em một bạn nào mà chịu hỏi và biết hỏi. Thì cho nên rằng là ở đây mà em sợ là em là người hướng nội mà em đã dám gọi điện thoại tới, hoặc là các em nhắn tin gì đó thì không rõ, nhưng mà em đã dám hỏi như vậy, nghĩa rằng là các em rất là tốt rồi. Cho nên là các em yên tâm, thì cái đó là cái quan trọng. Chứ không phải rằng là mình ít xông xáo. Nhiều khi mình xông xáo, có nhiều lúc em không, nhiều khi có những bạn rất là xông xáo, làm này làm kia rồi rất là vui, giờ ra chơi rất là mạnh mẽ, nhưng mà kêu lên phát biểu hay là trình bày cái gì hầu như các bạn rất là ngại. Thì những cái người mà bình thường mà gọi rằng là trầm tính thì lúc này người ta thể hiện được. Cho nên là quan trọng là gì, là mình biết cách thể hiện, biết cách thể hiện là quan trọng, biết cách trình bày những ý tưởng của mình là quan trọng. Cho nên là các em hết sức yên tâm về cái việc này. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là thực tế và sâu sắc của thầy Vũ Anh ạ. Và hy vọng rằng với những chia sẻ này thì bạn học sinh vừa rồi, các bạn hãy tự tin vào bản thân của mình để chúng ta có thể theo đuổi niềm đam mê trong tương lai của mình ạ. Và chúc bạn sẽ thành công và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau tại Hotlist các bạn nhé. Có một câu hỏi của một bạn học sinh, bạn tên là gì đây ạ? Bạn tên là Long Bình.
bạn gửi vào website của trường, bạn đặt một cái câu hỏi rất là dễ thương như thế này: dạ thầy ơi, con hiện đang là cán bộ đoàn ở trường cấp 3, con rất là yêu thích hoạt động đoàn hội, vậy thì vào Hublic con có nhiều cơ hội tham gia hoạt động đoàn hội không ạ? Với câu hỏi rất là dễ thương này thì xin được mời đại diện ban tư vấn sẽ trả lời ạ. Vâng, xin chào em, hôm nay câu hỏi rất là thú vị. Thì cũng bật mí với các em là thầy là cũng đã từng là một cán bộ đoàn, là bí thư đoàn trường. Và thầy cũng đã xông pha các mặt trận chiến dịch mùa hè xanh ở các tỉnh ở miền Tây, tỉnh Trà Vinh, huyện Trà Cú và các huyện như Cầu Kè, ở Cầu Ngang ở Trà Vinh. Thế thì có thể nói là trường ngoại ngữ tin học Thành phố Hồ Chí Minh là một cái trường có cái phong trào, có cái hoạt động đoàn rất là mạnh mẽ, có thể là rất là nhiều lần, là nhiều năm liền được bằng khen của thành đoàn về các hoạt động đoàn. Và một cái điểm đặc biệt nữa đó là trường này là những cái hoạt động về văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật cũng như là những cái hoạt động về tình nguyện là rất là cao. Cho nên là em yên tâm là em vào trường thì những cái hoạt động mà ngoại khóa, những hoạt động đoàn hay những cái hoạt động mà sinh viên rất là sôi nổi, em sẽ cảm thấy đây là một cái điểm rất là đặc biệt của trường. Đồng thời á là trường cũng rất là tập trung và phát triển những cái kỹ năng mềm cho các em. Và chính vì thông qua những cái hoạt động đoàn, hoạt động ngoại khóa như vậy á, thì sinh viên trường là có được những cái kỹ năng mềm rất là tốt. Và khi mà ra trường, là khi mà đi làm việc á, thì các bạn sinh viên của trường cũng được đánh giá cao. Bởi vì khi chúng ta vào trong thực tế cuộc sống, hoặc là vào trong những cái phải xử lý những cái tình huống á, thì những bạn mà đã từng trải qua những cái hoạt động ngoại khóa, những hoạt động đoàn hay những cái hoạt động mà gọi là tình nguyện á, thì thường là có những cái khả năng giải quyết vấn đề nó nhanh nhạy hơn, năng động hơn. Và thực ra đi trong cuộc sống thì chúng ta thấy là có những chuyện là chúng ta chưa từng học bao giờ, chúng ta không có học được trong sách vở. Thế thì lúc đó là sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào cái khả năng mà chúng ta xử lý tình huống, khả năng chúng ta giải quyết vấn đề. Và chính vì những cái hoạt động ngoại khóa đó, nó sẽ bổ sung cho rất nhiều, bổ sung rất nhiều cho các em trong cái công việc mà chính của em sau này. Và như hồi nãy thầy cũng có đề cập á, là chúng ta đang sống trong một cái xã hội, một cái thế giới mà mọi thứ nó biến đổi quá nhanh. Thế thì cái kỹ năng, cái khả năng mà chúng ta tự học, khả năng chúng ta tự làm mới mình, khả năng chúng ta giải quyết được những cái vấn đề mà chúng ta chưa từng gặp bao giờ, đó là những cái kỹ năng mà gọi là những cái khả năng mà mang tính sống còn trong cái thế kỷ 21. Cho nên là rất là cảm ơn câu hỏi của các em. Và một cái khẳng định nữa là các em vào đây thì hoạt động đoàn hội của chúng ta thì rất là phong phú. Vâng, xin hết. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Tuấn, phó trưởng phụ trách điều hành nhà trường ạ. Và bộ phận các thầy cô hỗ trợ của chúng tôi thì vừa tổng hợp lại một cái câu hỏi như thế này. Tôi cũng thấy cái sự chuyển biến trong câu hỏi của các em học sinh rồi đây. Lúc nãy thì các em hỏi là chúng ta chọn ngành gì, và bây giờ lại là đặt câu hỏi liên quan tới việc làm rồi ạ. Câu hỏi cụ thể mà các bạn tổng hợp là như sau. Học ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc xong thì chúng em có thể làm việc ở đâu? Một câu hỏi rất là thiết thực ạ. Vâng, xin được mời đại diện khoa ngoại ngữ sẽ trả lời câu hỏi này. Dạ, kính chào quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Như lúc nãy là hồi nãy là mình băn khoăn về việc chọn trường, chọn ngành, chọn nghề. Thế mình học xong rồi không biết mình làm ở đâu. Thì đầu tiên mình phải quay về cái ban đầu của mình, là mình tại sao mình lại chọn, mình chọn vì cái gì? Như lúc nãy thầy Tuấn phụ trách hiệu phó nhà trường, phụ trách điều hành đã nói rồi, đầu tiên mình chọn mình phải đến đam mê, rồi mình phải rèn luyện cái năng lực của mình, và sau đó là mình xem cái nhu cầu của xã hội như thế nào. Như vậy như cô cũng nói, mình có đam mê, mình rèn luyện được năng lực thì mình đâu mình cũng sống được, khả năng thích ứng của xã hội nó sẽ tìm cho mình nhiều con đường đi. Giúp đỡ không giống như ban đầu mình dự định, nhưng biết đâu nó là một cái tương lai sáng lạng cho mình. Như vì quay về cái chương trình đào tạo ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc ở khoa, thì mình được đào tạo về kỹ năng ngoại ngữ. Đầu tiên là mình phải xác định như vậy ha, mình là một cử nhân ngoại ngữ.
có một cái kỹ năng nghề nghiệp có thể đáp ứng được các nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, và mình có thể thích ứng được mọi nơi với đam mê của mình. Cụ thể hơn như vậy thì tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung ra thì mình có thể làm việc ở đâu? Mình có thể tham gia giảng dạy, nếu như mình chọn chuyên ngành sư phạm, mình có thể làm việc ở các làm nhân viên văn phòng, trợ lý, những nơi mà họ có nhu cầu ngoại ngữ như mình đã học, và mình có thể trở thành một biên phiên dịch tài giỏi hơn là mình mong đợi rất nhiều. Cảm ơn các em đã chọn Hooplit, chọn tương lai sáng lạng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là cụ thể của cô Trân. Và một câu hỏi nữa mà Duy Trung xin được chọn ra, bởi vì thấy câu hỏi này cũng khá là hay đây, liên quan đến khoa quan hệ quốc tế. Lại là em rất thích sự kiện truyền thông và ngành PR. Tuy nhiên em nghe nhiều người nói thì ngành này phải có một mối quan hệ rộng thì mới làm việc được, đúng không ạ? Với câu hỏi này thì xin được mời thầy Quốc Anh, thầy sẽ trả lời cho bạn học sinh vừa đặt câu hỏi vừa rồi ạ. Thực tế mà nói rằng là ở trong cái xã hội của mình ấy, thì bất cứ ai mà xây dựng được nhiều mối quan hệ thì người đó sẽ có nhiều cái cơ hội trong công việc hơn, và bất cứ ngành nghề nào, chứ không phải là riêng những cái ngành như là tiếp thị, PR, truyền thông này nọ vân vân. Nhưng mà mình là các em học ở trường thì các em sẽ có 4 năm các em học, và sau đó tốt nghiệp thì các em sẽ có tiếp tục, các em có hơn 40 năm để các em tiếp tục các em sống và làm việc. Và trong cái 40 năm đó để mà các em sống ấy, thì các em sẽ chắc chắn các em sẽ tự xây dựng được nhiều mối quan hệ. Hồi trước ấy, thầy có đưa sinh viên của khoa quan hệ quốc tế đi tham quan công ty bánh kẹo Kinh Đô ấy, để mà nhờ của trưởng phòng PR của công ty bánh kẹo Kinh Đô nói chuyện ấy, thì cũng không nhớ chính xác lắm, nhưng mà hình như lúc bấy giờ là anh nó có đưa ra những cái tiêu chí mà tuyển dụng cho những cái vị trí chủ chốt về quan hệ công chúng hoặc là tiếp thị ấy, thì anh đưa như sau. Cái tiêu chí đầu tiên ấy, là người ta coi rằng là cái mức độ để mà tôi tuyển dụng bạn ấy, thì cái mức độ quen biết của bạn ấy, thì tới mức độ nào. Cái thứ hai á, cái tiêu chí thứ hai kế tiếp á, là cái khả năng giao tiếp và ứng xử của bạn như thế nào, có tốt hay không tốt. Và cái thứ ba á, là mới tới là bằng cấp. Thì điều đó có nghĩa rằng là cho thấy cái việc mà mình xây dựng các mối quan hệ và mình phát triển quen biết càng nhiều càng tốt là một điều rất là quan trọng. Tại vì trước sau gì mình cũng sẽ học hỏi từ người ta, trước sau gì mình cũng sẽ tìm được sự hỗ trợ của người ta, cho dù là quen thân hay quen xa. Vì vậy khi mà em hỏi cái câu này thì em cũng đã biết được rằng là quan hệ, đã là quan hệ là phải quen biết nhiều người, thì đó là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà cũng một lần nữa thì mình cũng yên tâm rằng là mình là một học sinh, mình mới tốt nghiệp và sau đó mình trở thành sinh viên đại học. Thì 4 năm nay á, là mình sẽ có những cái môi trường để mà mình tập giao tiếp, mình tập ứng xử, mình tập xây dựng các mối quan hệ. Và để mình học để mà mình xây dựng mà, để mình xây dựng, mình phát triển mối quan hệ. Chứ không phải rằng là gì, khi học ngành quan hệ quốc tế là mình phải có sẵn các mối quan hệ thì là không đúng. Và chắc chắn một điều rằng là các em sẽ thấy rằng là các anh chị của sinh viên của khoa quan hệ quốc tế của mình, khi mà các anh chị đi làm rồi á, thì gần như rằng là thay đổi rất nhiều bản thân. Các anh chị thậm chí ngay từ năm 3 thôi là các anh chị đã quen giám đốc phòng này, giám đốc phòng kia rồi, thậm chí rồi là năm 3 đi qua năm 4 đi thực tập là đã đi tháp tùng cùng với lại giám đốc của mình, đi ký hợp đồng dự án rồi đi đối thoại nữa vân vân. Thì các em cũng là hết sức yên tâm. Một lần nữa cũng khuyên các em là yên tâm rằng là vào đây các em sẽ có môi trường để các em thực hành. Thì đó là một vài cái rằng là thầy chốt lại cái câu rằng là có quen biết hay không, thì thứ nhất là sẽ phải có, vì sống trong xã hội là phải có, nhưng môi trường học tập sẽ rèn luyện cho các em những khả năng để các em xây dựng và phát triển các mối quan hệ để phục vụ cho cuộc sống và việc làm của tụi em. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ Quốc Anh . Và có một câu hỏi liên quan đến ngành Hàn Quốc học . Bạn Mai Trân gửi đến chương trình câu hỏi như sau. Bản thân em chỉ muốn học ngôn ngữ Hàn,
nhưng trường mình dạy cả ngôn ngữ và văn hóa, vậy thì em theo học có phù hợp không ạ? Và em nghe nói thì học cả văn hóa Hàn Quốc thì mệt hơn là chỉ học ngôn ngữ. Biết với cái câu hỏi này thì thầy Tiến sẽ trả lời như thế nào ạ? Một câu hỏi rất thú vị đây. Em Mai Trần thân mến, cảm ơn câu hỏi của em. Như thầy có nói phần giới thiệu đầu tiên, cái tên gọi ngôn ngữ và văn hóa là tên gọi chung. Mục tiêu đào tạo của ngành học là đào tạo ngoại ngữ tiếng Nhật, tiếng Hàn làm công cụ khi các em làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức có liên quan đến Nhật Bản, Hàn Quốc. Và bên cạnh đó thì ngành học cũng đào tạo kiến thức đại cương như văn hóa, văn học, địa lý, kinh tế, xã hội, pháp luật, chính trị, quan hệ quốc tế của Nhật Bản, Hàn Quốc. Cho nên em cũng không phải lo lắng và mình sẽ mệt khi học văn hóa. Hơn nữa có những cái môn học mà rất là thú vị mà giúp cho các em khi ra trường, ví dụ như là văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc, nó sẽ giúp cho các em kiến thức khi mà ứng xử làm việc tại các doanh nghiệp, các cơ quan mà có liên quan đến Hàn Quốc. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là cụ thể của thầy Tiến ạ. Và bây giờ là một câu hỏi liên quan đến cái phương thức xét tuyển vào trường của một em học sinh sinh năm 1993. Em đặt câu hỏi về chương trình như thế này, bộ phận hỗ trợ mới vừa gửi cho chúng tôi. Em sinh năm 1993 thì em có thể dùng học bạ để xét vào trường mình được không ạ? Với câu hỏi này thì xin được mời đại diện phòng đào tạo thầy Nguyễn Phước Đại sẽ trả lời cho em học sinh ạ. Xin cảm ơn em đã đặt câu hỏi tới trường. Thì năm nay trường có 3 phương thức xét tuyển. Tuy nhiên em là sinh năm 1993, nghĩa là năm nay 27 tuổi. Đây là một cái quan tâm cũng ít nhưng mà cũng rất là đáng trân trọng. Thì em có thể dùng cái học bạ mình đã học cách đây khoảng gần 10 năm để xét tuyển. Thì hiện nay trường đang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Thì với em đã tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thì em có thể xét tuyển theo cả hai hình thức học bạ, đó là xét tuyển theo phương thức 2A, tức là điểm của lớp cặp kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, hoặc là điểm theo lớp 12 trung học phổ thông, nghĩa là em được phép xét tuyển như vậy. Thì sẵn tiện đây thì có một câu hỏi mà các bạn hay gọi vào đường dây nóng cũng như là gửi email hỏi là cách nộp hồ sơ xét tuyển như thế nào. Đây là câu hỏi mà chúng tôi nhận rất là nhiều. Thì xin trả lời chung cho tất cả các bạn luôn. Thì với phương thức xét tuyển học bạ thì trường đang nhận hồ sơ xét tuyển. Thì để xét tuyển được thì đầu tiên các em vào trang web tuyển sinh.public.edu.vn. Các em sẽ đăng ký để chọn phương thức xét tuyển là 2A hay 2B đăng ký. Đăng ký xong thì hệ thống sẽ gửi về cho em cái thông tin về tài khoản, trong đó số chứng minh nhân dân là tên đăng nhập và mật khẩu là hệ thống sẽ gửi về. Sau đó các em đăng nhập vào hệ thống để in phiếu đăng ký, hoặc là có thể chỉnh sửa thêm rồi in phiếu đăng ký. Sau khi in phiếu đăng ký rồi thì các em kèm phiếu đăng ký đó với học bạ trung học phổ thông có công chứng, tức là các em có thể là nhờ trường trung học phổ thông hoặc là ra cơ quan phường, xã để công chứng cũng được, sao y. Sau đó các em nộp về trường theo địa chỉ là 828 Sư Văn Hạnh, phường 13 quận 10. Hoặc là các em nếu ở gần ở đây thì các em thể là đến trực tiếp trường nộp cũng được. Đó là hai cách nộp hồ sơ như vậy. Đó là thông tin về cách nộp hồ sơ của trường. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Đại phụ trách phòng đào tạo ạ. Có một cái câu hỏi mà Duy Trung nghĩ là cũng là cái điều mà các em sinh viên rất là quan tâm. Câu hỏi này thì chắc có lẽ xin mời đại diện lãnh đạo trường sẽ trả lời ạ. Chúng tôi vừa gửi lên hệ thống. Đó là em muốn hỏi học ngành nào để có lương cao. Một câu hỏi. Chào em. Học ngành nào để có lương cao? Đó là một cái câu hỏi rất là thú vị. Làm gì để mà có thầy có thu nhập cao ha? Việc nhẹ lương cao vân vân. Thì thực sự chia sẻ với các em thì cái việc mà lương cao hay không, nó không phụ thuộc vào ngành nghề nào. Ngành nghề nào nếu như các em giỏi thì các em đều có khả năng có được cái lương cao cả, đều có cái thu nhập cao được cả. Thế thì chúng ta hãy đặt một cái câu hỏi khác, cũng từ cái hướng đó thôi, tức là gì, chúng ta mang lại giá trị gì cho xã hội, chúng ta đóng góp gì cho xã hội, và khi chúng ta mang lại giá trị cao cho xã hội thì chúng ta sẽ có lương cao, chúng ta sẽ có thu nhập cao.
Có nghĩa là gì? Chúng ta phục vụ được bao nhiêu người, chúng ta mang lại được những cái giá trị gì mà giúp cho giải quyết những cái vấn đề của xã hội thì mấy em sẽ có thu nhập cao. Và mấy em thấy hiện tại đi, ở trên thế giới đi, có những cái công ty, những cái công ty công nghệ chẳng hạn, là họ phục vụ hàng triệu người, hàng tỷ người. Ví dụ như là Facebook đi chẳng hạn, thì họ có một thu nhập rất là khủng, bởi vì họ có một cái lượng khách hàng rất là đông và họ phục vụ nhiều nhiều người, và cái giá trị họ mang lại cho xã hội là rất là lớn. Hay Microsoft chẳng hạn, trong cái đại dịch Covid vừa rồi thì những cái sản phẩm như là Microsoft Teams đã giúp cho rất là nhiều trường học, và cũng giúp cho các bạn sinh viên có khả năng là học tập online, học tập qua mạng. Dù là bị dịch bệnh nhưng chúng ta vẫn không có đình trệ cái công việc học. Và đối với những cái mảng về giáo dục chẳng hạn, thì Microsoft họ hoàn toàn miễn phí để mà cùng cả thế giới chung tay chống dịch Covid, vân vân. Hay nói một cách cụ thể hơn, đối với những cái ngành nghề, ví dụ như em có thể làm ngành ví dụ như là trong cái nghề nghiệp mà trong cái buổi tư vấn ngày hôm nay chẳng hạn, chúng ta là những cái ngành như là ngôn ngữ nè, những cái ngành quan hệ công chúng nè chẳng hạn, hay là những cái ngành về Hàn Quốc học hay là Nhật Bản học chẳng hạn, thì chúng ta mang lại giá trị như thế nào, thì nó sẽ là cái phần ảnh hưởng đến nó sẽ đóng góp vào cái thu nhập cho các em. Và cũng với cái nhu cầu của thị trường nữa, nói chung cũng đây là một cái bài toán cung cầu thôi. Ví dụ hiện tại ở đất nước chúng ta thì các công ty Nhật Bản hay các công ty Hàn Quốc họ đầu tư vào Việt Nam rất là nhiều, và cái nhu cầu về những người biết tiếng Hàn, biết tiếng Nhật là một cái nhu cầu rất là lớn. Cũng như vậy với những cái ngành nghề chẳng hạn như là truyền thông hay là quan hệ công chúng, nếu chúng ta mang lại được cái giá trị cao cho xã hội, mang giá trị cao cho công ty, thì chúng ta sẽ có được cái thu nhập tương xứng thôi. Thì xin đây là một số ý mà thầy xin chia sẻ với các em như vậy. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Tuấn. Như vậy thì với cái câu hỏi là học ngành nào để có lương cao, thì thầy Tuấn có trả lời là nếu như bạn mang lại cái giá trị cho công ty, nếu như bạn khẳng định được bản thân mình thì chắc chắn là bạn sẽ được cái mức lương mà mình mong muốn thôi. Và chúng tôi hy vọng rằng là trong suốt quá trình mà bạn chuẩn bị học 4 năm đại học đây, thì bạn hãy thực sự cố gắng tự tin vào bản thân mình để ra trường, các bạn sẽ có được một cái mức lương đáng mơ ước ạ. Một câu hỏi liên quan đến ngành Hàn Quốc học của bạn Phương Uyên vừa gửi đến fanpage của chương trình, đó là ngành Đông Phương học, thì khi mình đang học, trường có tổ chức giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên nước ngoài không ạ? Với câu hỏi này thì xin được mời thầy Tiến chia sẻ thêm với bạn Phương Uyên ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Phương Uyên. Trong quá trình học ở khoa chúng tôi thì chúng tôi có những cái chương trình giao lưu với sinh viên Hàn Quốc, Nhật Bản. Như trường chúng tôi thì chúng tôi đã có cái quan hệ hợp tác là đối tác với hơn 15 trường Hàn Quốc, và Nhật Bản thì hơn 10 trường. Và những cái trường đó thì cái quan hệ hợp tác là gì? Là chúng tôi trao đổi sinh viên và trao đổi giảng viên. Thì trong những cái chương trình giao lưu thì là thường là vào mùa xuân và mùa đông và mùa hè, thì các trường đó có tổ chức các cái hoạt động giao lưu và đưa sinh viên đến public để giao lưu với chúng tôi. Đây là những cái hoạt động rất là bổ ích cho sinh viên học ngành Hàn Quốc học và Nhật Bản học, bởi vì trực tiếp giao lưu thì sẽ học hỏi được rất nhiều điều về văn hóa, và đặc biệt là có thể nâng cao cái năng lực tiếng Hàn và tiếng Nhật. Đây là một cái hoạt động rất là thú vị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có trao đổi sinh viên với các trường đối tác Hàn Quốc. Chúng tôi có đưa sinh viên sang các trường Hàn Quốc để giao lưu, để học tập. Như thế đây là một cái thế mạnh mà chúng tôi đã làm được trong cái thời gian mà tôi đào tạo hơn 25 năm qua. Xin cảm ơn.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Tiến, trưởng khoa ngôn ngữ và văn hóa Phương Đông ạ. Có một câu hỏi mà chúng tôi nhận được vào ngày hôm qua khi chúng tôi chuẩn bị cho chương trình này, đó là em muốn được đi du học ở Hàn Quốc, vậy thì ở trường em có nhiều cơ hội đi Hàn Quốc không ạ? Trường có học bổng để đi du học không ạ? Và với cái câu hỏi này thì bộ phận hỗ trợ của chúng tôi đã liên hệ được với bạn Bùi Hoàng Uyên, bạn học ngành Hàn Quốc học, thì chúng tôi muốn gửi đến quý bạn học sinh đã liên hệ với chúng tôi hỏi về câu hỏi này để chia sẻ với bạn những cái trả lời, những cái trải nghiệm của bạn Bùi Hoàng Uyên ạ. Xin mời bạn sẽ cùng xem clip. Xin chào, mình là Bùi Hoàng Uyên, hiện là sinh viên năm tư của chuyên ngành Hàn Quốc học, khoa ngôn ngữ và văn hóa Phương Đông. Hiện tại mình vừa hoàn thành xong chương trình du học theo diện trao đổi sinh viên giữa Hufflit với trường Đại học Yeongnam, Hàn Quốc. Mình là một trong rất nhiều sinh viên của khoa được đi du học tại Hàn Quốc hàng năm, vì Hufflit đã liên kết, hợp tác với hơn 15 trường đại học ở Hàn Quốc như Đại học Yeongnam, Đại học Yeongsan, Đại học Quốc gia Jeju, Đại học Songsil, Đại học Gwangwon, Đại học Gwangju. Nhờ có chương trình liên kết đào tạo mà các bạn sinh viên hàng Hàn Quốc học có nhiều cơ hội du học hơn. Trung bình mỗi năm có khoảng 30-35 sinh viên sang Hàn Quốc. Mình vừa du học một năm ở trường Đại học Yeongnam về, năm nay mình vừa sẽ tốt nghiệp. Có thể nói là một năm học tại Hàn Quốc vô cùng thú vị với mình khi được trải nghiệm ngôn ngữ, văn hóa cũng như là môi trường học tập ở Hàn Quốc. Dĩ nhiên trong lúc học vẫn có những khó khăn nhất định như là không thể hiểu hết nội dung tài liệu học tập hoặc thầy cô người Hàn giảng bài khá nhanh. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các bạn sinh viên, thầy cô người Hàn mà việc học dần trở nên dễ dàng hơn. Ngoài việc học thì mình cũng được trải nghiệm cuộc sống ở Hàn như là đi chợ truyền thống, đi tàu điện ngầm hay là tham quan các nhà truyền thống Hàn Quốc. Du học trao đổi đã giúp mình tích lũy thêm nhiều kiến thức, nhiều kinh nghiệm và mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Theo mình được biết thì để tạo cho sinh viên có cơ hội được du học thì trường Hufflit của chúng ta hàng năm đã thực hiện rất nhiều chương trình trao đổi với các trường đại học ở Hàn Quốc để có ngày càng nhiều suất học bổng du học. Thông qua các chương trình trao đổi sinh viên, mối quan hệ giữa Hufflit và các trường đại học Hàn Quốc ngày càng thêm bền chặt. Vì thế, giờ đây ước mơ chinh phục xứ sở kim chi của các bạn trẻ đã không còn là quá xa. Hãy tự tin lựa chọn lối đi mà cả con tim và lý trí của mình mách bảo. Chỉ cần nỗ lực hết mình, con đường mình đã chọn thì chắc chắn các bạn sẽ thực hiện được ước mơ và nắm trong tay chìa khóa cánh của cánh cửa thành công. Chúc các bạn thành công! Vâng, và với câu trả lời của bạn Bùi Hoàng Uyên học ngành Hàn Quốc học vừa rồi thì chúng tôi hy vọng rằng là bạn Đạt, người đặt câu hỏi cho chúng tôi vào ngày hôm qua, thì bạn sẽ biết được về cái cơ hội đi Hàn Quốc cũng như là cái cơ hội để có học bổng du học tại trường Hufflit như thế nào ạ. Và về nhóm ngành ngôn ngữ ban tư vấn của chúng ta, có các bạn có điều một cái thắc mắc như thế này, đó là các em băn khoăn là liệu rằng là các em chưa hề biết tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung, vậy thì khi mà vào đại học á thì học có khó hay không, và các em phải bắt nhịp như thế nào ạ? Thầy Tiến và cô Trúc có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm của mình cho các bạn được không ạ? Cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà ban tư vấn của chúng tôi thường hay gặp nhất khi tư vấn cho các em học sinh. Dạ, bạn đã đặt câu hỏi về cái việc học tiếng Trung, cho nên xin mời cô Huệ Trân trả lời. Xin chào các bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình đã học tiếng Anh từ bé xíu, hoặc là ít nhất là cũng từ lớp 6. Thế nhưng mà đến hết 12 mình cũng chưa có tự tin. Vậy thì 4 năm đại học mình làm sao? Mình ra được một cái ngành nghề mình có thể khả năng ngôn ngữ lưu loát, có thể giao tiếp được trong xã hội, có thể giao tiếp được bằng văn bản trong các hoạt động ở doanh nghiệp. Thì làm sao? Mình chỉ có sống bằng đam mê. Như lúc nãy cô vẫn nói ha, mình sống bằng đam mê. Đam mê là mình sẽ làm được hết. Và mình vận dụng hết mọi khả năng của mình, tận dụng hết mọi cái năng lực của mình ở 4 năm đại học. Và yên tâm, chương trình của mình đã được thiết kế từ con số 0. Và các bạn có thể học được từ đầu. Thầy cô sẽ đồng hành với các bạn suốt 4 năm học, từ chữ nhất bắt đầu cho đến từ những nét chữ cơ bản nhất, từ những phát âm cơ bản của tiếng Hán, và cho đến khi bạn có thể thành thạo làm việc được ở môi trường cùng với đam mê của bạn. Cảm ơn các bạn. Vâng, xin được cảm ơn cô Huệ Trân ạ. Còn đối với ngành Hàn và ngành Nhật
thì các bạn cũng băn khoăn là các bạn chưa biết gì hết, thì khi vào học thì liệu các bạn có bắt kịp được nhịp hay không? Thì với câu hỏi này thì xin mời thầy Tiến thầy có thể chia sẻ thêm để cho các bạn học sinh đỡ lo lắng hơn không ạ? Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thực tế thì ngành đào tạo của chúng tôi là cũng giống như là ngành Trung Quốc học ở khoa ngoại ngữ, tức là các em vào ban đầu thì cũng là con số 0. Nhưng với cái cấu tạo chương trình của chúng tôi đẩy mạnh và rất là các cái cấu trúc của chương trình của khoa chúng tôi thì đề cao cái dạy ngoại ngữ cho sinh viên. Do vậy khi vào là con số 0, nhưng khi ra thì các em phải đạt được cái chuẩn đầu ra, đó là N2 tiếng Nhật. Và cho nên điều này các em không phải băn khoăn, là vì chúng tôi có đội ngũ giảng viên là người Việt, giảng viên và chuyên gia nước ngoài Nhật Bản, Hàn Quốc đào tạo để làm sao khi các em tốt nghiệp thì có đủ cái trình độ về ngoại ngữ để có thể làm việc được ở các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan có liên quan đến Nhật Bản, Trung Quốc. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn thầy Tiến ạ. Và đối với cái câu hỏi mà thường gặp như thế này thì ban tư vấn của chúng tôi cũng muốn tạo cho các bạn một cái sự yên tâm, cho nên là chúng tôi cũng đã liên hệ với bạn Lâm Gia Hưng. Bạn học ngành Nhật Bản học, bạn sẽ nói về việc học ngành Nhật Bản mà không có cần phải biết tiếng Nhật trước khi vào học. Thì xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của bạn Lâm Gia Hưng ạ. Xin chào các bạn, mình tên là Lâm Gia Hưng, là sinh viên của khoa ngôn ngữ và văn hóa phương Đông, hay còn gọi là khoa Đông Phương, ngành Nhật Bản học năm học 2015-2019. Thế như mình được biết thì hiện nay có nhiều bạn tân sinh viên cũng muốn học ngành Nhật Bản học, nhưng các bạn còn lo lắng về việc chưa biết hoặc chưa học tiếng Nhật trước thì có thể theo học ngành này hay không. Mình xin các bạn đừng quá lo lắng, vì ngành Nhật Bản học ở trường đại học Public là ngành đào tạo các bạn tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao, sao cho các bạn sinh viên khi tốt nghiệp có thể có trình độ tiếng Nhật giao tiếp tốt và tìm được nhiều việc làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong tương lai. Xin được minh chứng là mình cũng là một sinh viên chưa từng biết tiếng Nhật trước khi vào học ở Hoplit, nhưng sau năm học thứ 3 mình đã được chọn đi du học tại trường đại học Ryukoku, Nhật Bản. Mình nghĩ ngoài chương trình giảng dạy, thầy cô ở trường mình không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy, nên vì thế mà mình tin rằng ngay cả khi các bạn không học tiếng Nhật trước, nhưng nếu các bạn cố gắng chăm chỉ học tập và cố gắng mọi mặt, đặc biệt là có niềm yêu thích đối với văn hóa cũng như là ngôn ngữ Nhật, thì các bạn vẫn có thể học tốt. Năm học vừa rồi mình đã được chọn đi du học theo chương trình du học sinh trao đổi giữa trường đại học Public và trường đại học Ryukoku, Nhật Bản, và mình đã có một khoảng thời gian du học cũng như là những trải nghiệm rất tuyệt vời ở đất nước Nhật Bản. Nhân đây thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đối với các giáo viên ở trường Public nói chung và các giáo viên ở khoa Đông Phương nói riêng, vì đã giảng dạy và giúp mình có được sự tự tin khi học tập ở nước bạn. Mình sẽ tốt nghiệp vào năm nay và mình hy vọng là những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của mình có thể giúp cho các bạn có được sự an tâm và mạnh dạn theo học ngành học tiếng Nhật, chìa khóa có thể đem lại thành công cho các bạn trong tương lai. Vâng, và với những trao đổi của bạn Lâm Gia Hưng vừa rồi thì chúng tôi hy vọng rằng các bạn học sinh chúng ta cũng đừng quá lo lắng bởi vì các anh chị trước đã làm được rồi, thì chúng tôi chắc chắn rằng các bạn theo sau với sự nỗ lực, với sự tự tin của các bạn thì các bạn cũng sẽ học được và các bạn thành công thôi ạ. Vâng, và có một cái câu hỏi mà ban tổ chức của chúng tôi cũng vừa mới nhận được, một câu hỏi gửi đến khoa quan hệ quốc tế, đó là em học ngành quan hệ quốc tế xong thì em có thể làm trong lĩnh vực báo chí được không ạ? Bạn hỏi là em học ngành quan hệ quốc tế xong thì em có thể làm trong lĩnh vực báo chí được không ạ? Câu trả lời của thầy về cái câu hỏi là em học hành ngành quan hệ quốc tế xong thì mình có làm trong các cơ quan báo đài được hay không, thì câu trả lời là hoàn toàn có. Và sinh viên của khoa mình cũng đã có những bạn là đã làm trong các tòa soạn báo, đài truyền hình. Đài truyền hình HTV cũng có, báo Tuổi Trẻ cũng có, và các cơ quan báo đài khác. Và song song đó thì các bạn cũng có một cái khả năng, có khi là không làm trong cơ quan báo đài, các bạn cũng có làm những cái công việc mà nó gần với lại cái vấn đề giống như là viết báo. Thí dụ như là
các bạn sẽ làm trong các tập đoàn, các công ty về cái vấn đề về viết PR, rồi viết những cái bài PR cho công ty, những bài truyền thông cho công ty, hoặc là lo về những cái mảng truyền thông đối nội. Và khi mà cái truyền thông đối nội thì các bạn sẽ viết rất là nhiều, cho nên hoặc là làm việc cho các cơ quan báo đài là hoàn toàn có thể. Và song song đó, sẵn đây thì thầy cũng xin nói một số cái công việc khác mà sinh viên ngành truyền thông quan hệ công chúng của mình có thể là làm được sau khi tốt nghiệp. Đó là các bạn có thể là làm việc tại các tập đoàn, các công ty mà mình sẽ làm trong bộ phận. Các bạn lưu ý với thầy là mình làm những cái bộ phận mà nó liên quan tới quan hệ công chúng truyền thông. Thí dụ như rằng là cũng có sinh viên của mình đã làm cho công ty Bia Việt Nam, Heineken, Tiger đó, rồi của Tân Hiệp Phát, rồi cũng có và làm cho Vinamilk, và làm cho những cái tập đoàn về truyền thông lớn như là Đông Tây Promotion hoặc là Điền Quân vân vân, là cũng làm cho các ngân hàng. Nói chung rằng là những cái nơi nào mà cần về quan hệ công chúng truyền thông thì mình có thể mình làm được hết. Và ngày hôm nay trong cái xã hội mà nó luôn biến động về cái thị trường, về kinh tế đó, thì người ta nói một câu năm nay là mọi tổ chức cho dù rằng là bên y học hay là bên giáo dục hoặc là bên kinh doanh đều cần phải có truyền thông và hay công chúng. Vì vậy cái hướng mà sau này mình tốt nghiệp á, thì mình rất có nhiều cái cơ hội về việc làm. Cái vấn đề là các em sẽ phù hợp với lại cái mảng ngành nào để mà mình vào. Song song đó thì là cũng có một số bạn vẫn làm cho các cơ quan nhà nước, thí dụ như là các sở ban ngành của tỉnh, của quận, huyện. Cũng có sinh viên là hiện giờ là đang làm cho các sở ngoại vụ như là ở Thành phố Hồ Chí Minh, thì Tây Ninh, hay Bình Dương, Đồng Nai thì cũng có. Cho nên rằng là các bạn thấy rằng là cái đường mà để cho cái ngành học xã hội nói chung ấy, và cái ngành học về quan hệ công chúng truyền thông ấy, thì cái hướng việc làm nó rất là rộng. Đó, thì mình có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn các bạn. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Phụ Quốc Anh. Và một câu hỏi nữa mà chúng tôi nhận được liên quan đến khoa ngoại ngữ. Bạn sinh viên bạn hỏi như sau: thầy cô cho em hỏi về ưu điểm của ngành ngôn ngữ Anh. Vâng, và với câu hỏi này thì xin được mời đại diện khoa ngoại ngữ cô Trúc sẽ trả lời. Xin cảm ơn câu hỏi của em Thái Nhàn về ưu điểm của ngành ngôn ngữ Anh tại khoa ngoại ngữ Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Đưa các bạn học sinh, cái ngành ngôn ngữ Anh được đào tạo ở nhiều trường đại học khác nhau trong thành phố cũng như trong cả nước. Nhưng mà ngành ngôn ngữ Anh của HUFLIT thì có những cái đặc trưng như sau, và nó cũng là ưu điểm của ngành ngôn ngữ Anh tại trường của chúng tôi. Thứ nhất đó là trong suốt 4 năm học thì các em sẽ được học các môn ngành tiếng và chuyên ngành, và tất cả được giảng dạy bằng ngoại ngữ, bằng tiếng Anh hoặc bằng tiếng Trung Quốc nếu các em học ngôn ngữ Anh hoặc là ngôn ngữ Trung Quốc. Thứ hai là như vậy thì các em sẽ có cơ hội rất nhiều để nâng cao tiếng Anh tổng quát, tiếng Anh học thuật và tiếng Anh chuyên ngành trong suốt 4 năm học. Ngoài ra các em được rèn luyện trau dồi kiến thức kỹ năng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc với các giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy người Việt và cả người nước ngoài. Một cái ưu điểm của chương trình là cái tính linh hoạt của nó. Thì khi các em học ngành ngôn ngữ Anh với các năm cái chuyên ngành sau như cô đã giới thiệu hồi nãy, đó là chuyên ngành sư phạm, chuyên ngành biên phiên dịch, chuyên ngành tiếng Anh thương mại, chuyên ngành nghiệp vụ thương văn phòng và chuyên ngành song ngữ Anh Trung, thì ngoài ra các em còn có cơ hội chọn học các cái chuyên ngành sau khác thuộc các cái khoa khác trong trường quản lý, ví dụ như là các cái nhóm môn học phần tự chọn thuộc cái chuyên ngành về quan hệ quốc tế, quản trị kinh doanh hoặc là du lịch khách sạn ở các khoa bạn. Như vậy thì là cái việc cái tính linh hoạt và cái đặc trưng thứ nhất của chương trình về việc học ngoại ngữ thì sẽ tạo cho các em cái nền tảng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc vững chắc, và có đồng thời có tích lũy được kiến thức kỹ năng chuyên ngành để giúp các em có nhiều cơ hội hơn khi các em tốt nghiệp ra trường. Vì thế chọn một cái ngành học tại khoa ngoại ngữ của HUFLIT là một cái hướng chọn
có rất nhiều lối đi cho sinh viên trong tương lai. Xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn phần tư vấn của cô Trúc ạ. Và thêm một câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ bộ phận tư hỗ trợ gửi về, đó là em có thắc mắc rằng là ngành quan hệ quốc tế sẽ học những môn gì, và trong quá trình giảng dạy và những và sau khi ra trường thì em sẽ làm việc được những cái ngành nghề nào ạ? Với câu hỏi này thì xin được mời thầy Vũ Quốc Anh sẽ trả lời. Như trình bày với lại các quý vị phụ huynh và các em học sinh trước đó, là khoa quan hệ quốc tế có hai chuyên ngành, một chuyên ngành về ngoại giao và một chuyên ngành về quan hệ công chúng truyền thông. Và khoa đã thành lập được tới nay là sắp xỉ là gần 16 năm. Thì trong những năm đó thì cũng hầu như rằng là khoa cũng thường phải nâng cấp chương trình đào tạo để cho nó phù hợp với lại xã hội. Thì một số môn học mà các em sẽ học khi mà các em tham gia chọn chuyên ngành ấy, nghĩa là các em học sau khi mà học được khoảng 1.5 năm thì mình sẽ bắt đầu chọn chuyên ngành quan hệ ngoại giao hay là quan hệ công chúng truyền thông. Thì đối với lại cái ngành chuyên ngành ngoại giao ấy, thì mình sẽ học một số môn như là chính sách đối ngoại Việt Nam, chính sách đối ngoại Mỹ, rồi chính sách đối ngoại Trung Quốc, rồi xung đột văn hóa, địa chính trị vân vân. Mình cũng học luôn để những cái môn mà mình có thể là mình thích nghi được với lại xã hội. Tại vì ngoài cái việc mà đào tạo ra những cái người có những cái khả năng về ngoại giao thì chương trình của khoa quan hệ quốc tế là phải phục vụ luôn cho cái mảng công tác là gọi là ngoại giao nhân dân, nghĩa rằng là lo những cái công tác đối ngoại của các công ty, của các trường đại học cao đẳng hoặc là các bệnh viện, các công ty vân vân. Thì mình cũng sẽ học những cái môn như là văn hóa doanh nghiệp, rồi khánh tiết lễ tân, rồi kỹ năng đàm phán thương lượng vân vân, để làm sao mà khi mà mình ra đời, mình tốt nghiệp, mình ra đời, mình có thể mình thích nghi một cách nhanh nhất với lại cái môi trường làm việc. Còn đối với lại cái chuyên ngành về quan hệ công chúng truyền thông á, là mình cơ bản thì đây thầy chỉ liệt kê một số môn cơ bản thôi, ví dụ như là môn tiếp thị, quan hệ công chúng, truyền thông doanh nghiệp, rồi truyền thông trực tuyến, tích hợp truyền thông đa phương tiện, sản xuất sản phẩm truyền thông, khánh tiết lễ tân, rồi quan hệ công chúng, vân vân. Đó thì những cái kỹ năng đó là sẽ bao gồm thực hành, các bạn sẽ được đi thực tập và tại các công ty, và các trong quá trình học á, thì các bạn cũng sẽ thử một cách rất là có quy mô, và cũng sẽ có một đổ mồ hôi, nước mắt để mà các bạn chạy những cái dự án khi mà mình còn ngồi ở ghế nhà trường, để khi mà các em ra đời một cái hoặc là các em thực tập là các em sẽ nghe những cái gì mà anh chị trong công ty truyền đạt nói hoặc là giao việc thì mình sẽ hiểu nhanh hơn. Và cái đó là những cái việc mà ứng dụng thực tế, nó là cái rất là quan trọng cho mình. Cho nên là đối với lại khoa quan hệ quốc tế nói riêng và của trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh nói chung á, là muốn hướng sinh viên tới một cái phương pháp học, đó là tư duy sáng tạo thực tế, và nó phải là ứng dụng được, cái là học được là phải ứng dụng được. Thì đó là một số nét mà trả lời cho các bạn là học môn gì. Và đối với lại là cái việc mà làm gì á, thì hồi nãy cũng có trình bày các bạn câu hỏi trước á, là mình làm gì thì mình có thể làm được tất cả những cái bộ phận nó liên quan tới quan hệ công chúng truyền thông tiếp thị cho tất cả các công ty, cơ quan, tổ chức, trường đại học, trường ngân hàng vân vân. Và các em lưu ý rằng là thầy nãy nhấn mạnh lần thứ hai là mình làm cho các bộ phận đó, bộ phận đối ngoại, rồi đối ngoại hoặc là quan hệ công chúng, cho bộ phận, cho các công ty, không nhất thiết là phải công ty đó phải xuất hiện cái bảng có là một phòng quan hệ công chúng hay là phòng đối ngoại thì mình mới có thể apply vào được. Nghĩa rằng là có khi là cái bộ phận đối ngoại đó nó lại ghép vào với lại phòng nhân sự, hoặc là bộ phận đối ngoại đó quan hệ công chúng nó ghép lại với phòng tiếp thị. Cho nên mình quan trọng là có công việc để mình làm. Cho nên là chắc chắn một lần nữa thầy khẳng định lại rằng là cái hướng mà mình đi kiếm việc làm sau này thì mình sẽ có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn các em. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của thầy Vũ Quốc Anh, phụ trách khoa quan hệ quốc tế ạ. Và kính thưa quý phụ huynh và các em học sinh, đến thời điểm này thì sau hơn một giờ đồng hồ thực hiện chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến thì chúng tôi vẫn còn gần 60 câu hỏi
vẫn chưa có thể trả lời cho quý phụ huynh và các em học sinh được, bởi vì chương trình của chúng tôi cũng có hạn. Tuy nhiên mọi thắc mắc, mọi cần giải đáp đến phần ban tư vấn tuyển sinh giải đáp, thì quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta có thể vui lòng nhắn tin hoặc là gọi điện về các số hotline, Zalo hoặc là fanpage của chúng tôi, hoặc là những cái kênh thông tin mà đang hiển thị ở trên màn hình. Đội ngũ các thầy cô của Hoplit sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ quý phụ huynh và các em học sinh giải đáp mọi thắc mắc về vấn đề tuyển sinh của Hoplit vào năm trong năm 2020. Và chúng tôi cũng sẽ được thông báo là buổi tư vấn tuyển sinh trực tiếp tiếp theo, buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến tiếp theo sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2020, tức là vào thứ ba tuần sau. Và với chủ đề là các nhóm ngành về kinh tế, quản trị và luật, với sự tham gia của các thầy cô đến từ khoa quản trị kinh doanh quốc tế, khoa kinh tế tài chính và khoa luật. Và nếu như mà các em học sinh cũng như là quý phụ huynh chúng ta có liên tâm, có quan tâm, thì ngay từ bây giờ hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi thông qua các số điện thoại đang hiện ở trên màn hình của quý vị. Và một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã đặt câu hỏi về cho ban tư vấn của chúng tôi. Và cũng xin được chân thành cảm ơn quý thầy cô trong ban tư vấn đã dành thời gian đến đây để giải đáp mọi thắc mắc của các em học sinh và quý phụ huynh. Và mong rằng chúng ta sẽ có một buổi chiều cuối tuần với nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe. Một lần nữa, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.